đại lý dọn kho thêm hàng loạt xe hot giảm sâu, sập sàn. Việc giảm giá xe liên tiếp trong thời gian gần đây không chỉ để cứu vãn tình cảnh thị trường ô tô đang ảm đạm chưa từng thấy. Buồng quay giảm giá từ các thương hiệu còn là để cạnh tranh, đồng thời các thương hiệu cũng bắt đầu chuẩn bị dọn đường đưa các dòng sản phẩm mới hơn về thị trường. Trong đó, gây sốt nhất thời điểm hiện tại là thông tin hãng xe VinFast tung ưu đãi khủng lên đến 158-241 triệu đồng cho mẫu xe Luxa 2.0. Mức giảm cao thấp phụ thuộc vào phiên bản và đối tượng khách hàng. Tại lần điều chỉnh này, VinFast Luxa 2.0 đã được đưa về mức giá đề xuất lần lượt là 1,58 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn, 1,66 tỷ đồng cho bản nâng cao, 1,85 tỷ đồng cho bản cao cấp tùy chọn nội thất đen và 1,86 tỷ đồng cho các tùy chọn nội thất me hoặc nâu của phiên bản cao cấp. Cùng với Luxa 2.0, đợt này, VinFast cũng áp dụng giảm giá 100 triệu đồng cho mẫu xe cho Volant Trailblazer. BMW cũng lần đầu tiên giảm giá gần 300 triệu đồng cho mẫu xe BMW 218i LCI tại Việt Nam. Theo đó, nếu như những tháng trước đây, BMW 218i bản cũ GT được giảm giá 280 triệu, còn bản mới 218i GT LCI giảm 180 triệu đồng. Thì đến tháng 3 này, mức giảm của hai bản đều ở mức 280 triệu đồng. Sau khi giảm, giá BMW 218i GT LCI chỉ còn 1,38 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết trước đó là 1,66 tỷ đồng. Nhằm mục đích dọn kho đón sản phẩm mới sắp về, các đại lý Honda cũng đang áp dụng mức giảm mạnh hấp dẫn chưa từng thấy cho mẫu Honda Civic. Cụ thể, Honda Civic 1.8e đang có mức giá 120 triệu đồng, bao gồm tặng tiền mặt 70 triệu đồng và 50 triệu phụ kiện. Trong khi đó, bản 1.8 giờ và 1.5 RS giảm ổn định ở mức 30 triệu đồng, gồm 10 triệu tiền mặt và 20 triệu phụ kiện. Ông lớn như Toyota cũng ra sức tung khuyến mãi khủng cho các mẫu xe chủ lực của hãng như Vios, Altis, Fortuner. Đặc biệt, mẫu xe SUV Fortuner liên tục được nâng mức giảm. Từ giảm 85 đến 100 triệu đồng vào cuối tháng 2, thì hiện tại mức giảm đã nâng lên cao nhất 130 triệu dành cho phiên bản năm 2019. Ở đời 2020, Fortuner được áp dụng giảm 90 đến 100 triệu đồng. Ngoài những mẫu xe được giảm giá trên 100 triệu đồng trên thì một số dòng xe khác cũng nhận được ưu đãi hấp dẫn trong tháng 3 như Mitsubishi Spunder giảm tới 25 triệu đồng, Mitsubishi Mirage và Attrax giảm 20 đến 30 triệu, VinFast Fadil giảm 60 triệu đồng. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn.
Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.